Tháng tin Reuters dẫn nguồn tin từ các quan chức Ai Cập đưa tin hai nhóm vũ trang Hồi giáo Hamas và Jihad đã bác bỏ đề xuất của Ai Cập về việc từ bỏ quyền lực để đổi lấy lệnh ngừng bắn vĩnh viễn ở giải Gaza. Hai nhóm vũ trang Hồi giáo này đang tổ chức các cuộc đàm phán riêng với các nhà hòa giải Ai Cập ở thủ đô Cairo, đều từ chối đưa ra bất kỳ nhượng bộ nào ngoài khả năng thả thêm con tin. Trong khi đó, Ai Cập đề xuất về khả năng ngừng bắn để đổi lấy việc thả thêm con tin sau đó hướng tới một thỏa thuận rộng hơn liên quan đến lệnh ngừng bắn vĩnh viễn cùng với việc thay đổi quyền lãnh đạo Gaza của Hamas. Phía Qatar cũng ủng hộ phương án này, hơn 100 con tin được cho là vẫn đang bị giam giữ ở Gaza. Phái đoàn Jihad hiện đang ở Cairo nhấn mạnh rằng việc Israel chấm dứt tấn công là điều kiện tiên quyết cho các cuộc đàm phán tiếp theo. Jihad khẳng định rằng bất kỳ việc trao đổi tù nhân nào cũng phải dựa trên nguyên tắc tất cả đổi lấy tất cả nghĩa là thả tất cả con tin bị hamas và jihad giam giữ ở gaza để đổi lấy việc giải phóng tất cả những người palestine bị giam giữ ở israel